các bạn đến với tạp chí chuyển đổi số của Đài Phát Thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Tạp chí chuyển đổi số kỳ này có những nội dung chính sau đây. Ban điều hành chuyển đổi số tỉnh họp đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2022. Chuyển đổi số tạo động lực thúc đẩy cải cách hành chính. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tạp chí. Vừa qua, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh, chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sau tháng đầu năm 2022. Dự cuộc họp có đồng chí Trần Minh Nam, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, đến nay Ninh Thuận đã đồng bộ hóa việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong toàn tỉnh, Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông từng bước hiện đại hóa, 100% cán bộ công chức cấp tỉnh, cấp huyện và 90% cán bộ cấp xã đã được trang bị máy tính có kết nối mạng. Hệ thống quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành được triển khai đến tất cả các sở ban ngành và đã hoàn thiện trục liên thông văn bản bốn cấp. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được liên thông bốn cấp từ trung ương, tỉnh, huyện, xã. Trung tâm Giám sát An toàn, An ninh mạng và Điều hành đô thị thông minh hoạt động ổn định, đảm bảo yêu cầu về bảo mật và an toàn thông tin. Kinh tế số bước đầu hình thành trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nông nghiệp, y tế và dịch vụ, du lịch. Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số còn gặp một số khó khăn như khối lượng công việc chuyển đổi số lớn, phạm vi rộng trên nhiều lĩnh vực, hạ tầng nền tảng số ITC và nguồn nhân lực công nghệ thông tin của tỉnh còn nhiều hạn chế. Việc đầu tư cho nghiên cứu đổi mới công nghệ sáng tạo của các doanh nghiệp chưa cao phát biểu kết luận cuộc họp đồng chí trần quốc nam chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các sở ngành địa phương trong việc triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua thời gian tới đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các thành viên ban điều hành tổ giúp việc chuyển đổi số của tỉnh cần chủ động phát huy vai trò của mình trong công tác chuyển đổi số giao văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu hỗ trợ sở thông tin và truyền thông trong một số nhiệm vụ về chuyển đổi số kiện toàn bổ sung thành viên tổ giúp việc để công tác chuyển đổi số được triển khai tốt hơn sở nội vụ nghiên cứu tham mưu giải pháp giải quyết vấn đề nguồn nhân lực trên lĩnh vực công nghệ thông tin sở thông tin và truyền thông lựa chọn những vấn đề trọng tâm trọng điểm trong công tác chuyển đổi số để tham mưu cho ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh Đồng chí Trần Quốc Nam Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh, sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về kết quả triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, gọi tắt là đề án 06 thực hiện đề án 06 tính đến ngày 8 tháng 6 năm 2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận 25.087 hồ sơ trên cổng dịch vụ công đạt tỷ lệ 58,8% và là địa phương có tỷ lệ tiếp nhận cao nhất cả nước, tích hợp được 16 trên 21 thủ tục hành chính theo danh mục ban hành của Thủ tướng Chính phủ. Tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đều đã bố trí hệ thống công nghệ thông tin để giải quyết các thủ tục hành chính về các lĩnh vực đất đai, tư pháp, cư trú Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công được triển khai thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy trình, quy định. 100% hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đúng hạn. Tỉnh đã xây dựng một trung tâm hành chính công cấp tỉnh để tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền, giải quyết, đảm bảo theo chỉ đạo của chính phủ nhằm hỗ trợ hướng dẫn các tổ chức cá nhân đăng ký thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Đầu tư và đưa vào sử dụng một trung tâm tích hợp dữ liệu theo công nghệ điện toán đám mây. Đến nay, Cổng Dịch vụ Công trực tuyến của tỉnh cung cấp 1.867 dịch vụ công mức độ 3 và 4, tích hợp 879 thủ tục hành chính mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của các sở ban ngành địa phương trong triển khai thực hiện các hiệu quả các nhiệm vụ theo đề án 06 tại địa phương. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án 06, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phù hợp, hiệu quả để sớm khắc phục những tồn tại hạn chế, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân doanh nghiệp về vai trò ý nghĩa tầm quan trọng và lợi ích của đề án 06 để tích cực thực hiện các dịch vụ công trên môi trường điện tử rà soát phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác theo dõi kiểm tra, đung đốc việc thực hiện đề án nhằm đảm bảo đúng lộ trình tiến độ đã đề ra, phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu của đề án 06 tại địa phương trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Sở Y tế vừa phối hợp với việc theo chi nhánh Ninh Thuận, tổ chức hội nghị giới thiệu giải pháp chuyển đổi số y tế tại hội nghị đại diện việt theo chi nhánh ninh thuận đã giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số y tế trong đó trọng tâm là xây dựng mô hình hệ thống y tế tập trung ứng dụng phần mềm HIS chữ ký số thẻ khám chữa bệnh thông minh LIS hệ thống thông tin xét nghiệm BACS chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng EMA bệnh án điện tử mục tiêu của chuyển đổi số y tế là giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi có thể tương tác đa kênh với bệnh viện từ xa qua các ứng dụng trên điện thoại máy tính bản bệnh viện bác sĩ có thể thông tin toàn diện về tiền sử bệnh của bệnh nhân thông qua bệnh án điện tử có thể khám chữa bệnh từ xa hạn chế các sai sót trong y khoa có thể tham khảo chia sẻ kết quả xét nghiệm chẩn đoán hỗ trợ hội chẩn từ xa liên viện liên khoa. Qua đó có phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tối ưu quy trình khám chữa bệnh, nhanh gọn, chính xác, giảm thời gian khối lượng công việc. Hội doanh nhân trẻ tỉnh vừa phối hợp với chi nhánh Việt Theo Ninh Thuận tổ chức hội thảo chuyên đề chuyển đổi số cho các doanh nghiệp cho hơn 20 doanh nghiệp nhỏ và vừa là thành viên của hội doanh nhân trẻ tỉnh. Tại hội thảo đại diện Việt Theo Ninh Thuận giới thiệu về tổng quan chuyển đổi số, hiện trạng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp cơ hội thách thức và những giải pháp chuyển đổi số của doanh nghiệp, đồng thời giới thiệu một số công nghệ chuyển đổi số nổi bật mà doanh nghiệp đang thực hiện trên các lĩnh vực giao thông vận tải, logistics, phần mềm quản lý nhà hàng, quản lý bán hàng, truy xuất nguồn gốc, định danh khách hàng, chữ ghi số cá nhân, hợp đồng điện tử. Thông qua hội thảo giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các giải pháp công nghệ để phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời đại hiện nay. chuyển đổi số được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy cải cách hành chính tạo động lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phát triển kinh tế xã hội nắm bắt điều này tỉnh ninh thuận đã triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành các ứng dụng dùng chung tạo nền tảng để hình thành chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh qua đó góp phần phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo điều hành nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp đây là lần đầu tiên ông Trần Minh Chi sử dụng tổng đài trả lời tự động dịch vụ công của tỉnh để được hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bằng cách gọi điện qua độ số 19008605, sử dụng từ khóa thủ tục cần tìm kiếm, các quy trình giấy tờ cần thiết đều được hướng dẫn đầy đủ. Cổng thông tin điện tử mà mà, mà hỗ trợ cho người dân về công tác là thủ tục thì rất là đơn giản, rất là tiết kiệm thời gian đi lại mà người dân và đa số người ta rất là nhiệt tình ủng hộ cái việc này rất là có lợi cho người dân kể cả trong việc là hỏi thăm để cái tình hình mà làm căn cước công dân à, người ta không cần phải đi hỏi đâu hết chứ ở nhà bấm điện thoại hỏi là người ta biết là từng cái bước từng cái thủ tục đã làm rất là nhanh gọn cũng rất là hay Hệ thống tổng đài tự động giải đáp ý kiến phục vụ người dân trên cổng dịch vụ công qua đầu số 1900 8605 được tỉnh đưa vào hoạt động thí điểm từ ngày 1 tháng 7. Tổng đài ảo này được các kỹ sư Việt theo ứng dụng trí thông minh nhân tạo AI, xử lý giọng nói, tự động nhận diện giọng nói, nội dung mà người dân hỏi, đồng thời tự động giải đáp những thắc mắc và hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục dịch vụ công mà không cần người vận hành. Tổng đài tự động hỗ trợ trả lời gần 2.000 câu hỏi cho các thủ tục hành chính, từ cấp tỉnh đến cấp xã và đáp ứng hơn 6.000 cuộc gọi mỗi ngày. Hệ thống phục vụ trả lời đảm bảo đúng các thông tin như tên thủ tục, trình tự thực hiện thủ tục, thành phần hồ sơ, cơ quan thực hiện, nơi nộp hồ sơ, lệ phí thủ tục, thời gian giải quyết, các mẫu hồ sơ cần thực hiện theo đúng thông tin các thủ tục đang được công khai trên cổng dịch vụ công. Trên cơ sở là 1.800 cái dịch vụ về hành chính công, thì Viettel cũng tổ chức là triển khai xây dựng cái kịch bản. Tuy nhiên thì ở cái giai đoạn đầu thì hiện nay Viettel đang tập trung vào những cái dịch vụ hành chính công mà người dân ở trên địa bàn là quan tâm nhất và thường xuyên là cần hỗ trợ giải đáp những cái dịch vụ này để xây dựng thành một kịch bản chi tiết sau đó thì tiến hành cho máy học sử dụng cái công nghệ trí tuệ nhân tạo mà tiến hành cho máy học thì để người dân khi cần thiết thì người dân sẽ được máy sẽ trả lời chi tiết các cái dịch vụ đó Tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm, người dân không còn mất nhiều thời gian chờ đợi, bởi từ khi ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thời gian tiếp nhận và hướng dẫn hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp được cán bộ tiếp nhận thực hiện nhanh chóng hơn, thay vì trong 30 phút chỉ tiếp nhận thủ tục của một doanh nghiệp thì giờ có thể tiếp nhận 3 đến 5 hồ sơ. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Trang Tháp Chạm đã cung cấp 240 trên 263 thủ tục hành chính mức độ 3-4, đạt 91,2%. Sau tháng đầu năm 2022, Bộ phận Một Cửa của Ủy ban Nhân dân thành phố đã thực hiện tiếp nhận trên hệ thống Một Cửa của tỉnh 8.469 hồ sơ, trong đó hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 98%. Trong thời gian tới thì Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện chỉ đạo thực hiện số hóa thủ tục hành chính À, còn hiệu lực để phục vụ cho công tác à, tái sử dụng khi người dân à, thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến à, đang triển khai cho các phường xã ủy ban đọc, hướng dẫn cho người dân à, đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến à, theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban thành phố à, sẽ tiến hành thành lập cái trung tâm à, IOC trung tâm điều hành đô thị thông minh giám sát à, các cái hoạt động cũng như phản ánh hiện trường, cố gắng là hoàn thành trong năm 2022. Để thúc đẩy chuyển đổi số trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường mạng, từ năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm giám sát an toàn an ninh mạng và điều hành đô thị thông minh, đảm bảo yêu cầu về bảo mật và an toàn thông tin. Bên cạnh đó, cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được đầu tư hoạt động ổn định, hệ thống quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành đã hoàn thiện trục liên thông văn bản bốn cấp Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh đã hoàn thành nội dung tích hợp, đăng nhập một lần giữa Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và Cổng Dịch vụ Công của tỉnh. Đồng bộ 1.725 trên 1.796 thủ tục hành chính có mã số trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Hơn 1.310 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt tỷ lệ 100%. Nhờ đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong cải cách hành chính, năm 2021, chỉ số cải cách hành chính PA Index của tỉnh đạt 86,55 trên 100 điểm, xếp vị trí thứ 35 trên 63 tỉnh, thành phố. Chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước CPAT, xếp vị trí thứ 16 trên 63 tỉnh, thành phố. Về phía trung tâm thì sắp tới thì cũng phối hợp với các sở ngành nào. đối với cái hồ sơ trực tuyến thì trong cái cơ chế chính sách ban hành đó mình sẽ tạo và cố gắng rút ngắn cái thời gian để cho cô chú cá nhân và doanh nghiệp người thấy thấy được cái những tiện lợi hơn so với cái nộp trực tuyến và những cái việc cái chính sách đó nó cũng có những cái chính sách ưu đãi để người dân thấy được cái thuận lợi và cái hiệu quả cho cái nộp hồ sơ trực tuyến để người dân tích cực tham gia xây dựng cái cơ chế chính sách để thúc đẩy cái quá trình chuyển đổi số của tỉnh, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số, rồi triển khai cái bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số kiến trúc chính quyền điện tử 2.0 của tỉnh, rồi triển khai ứng dụng công nghệ số vào các hạ tầng thiết yếu như giao thông, năng lượng, điện, nước và quản lý đô thị. Rồi triển khai xây dựng các trung tâm dữ liệu dự phòng của tỉnh, xây dựng cái nền tảng dữ liệu dùng chung của tỉnh với mục tiêu nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh ninh thuận sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng đồng bộ để hiện đại hóa nền hành chính nâng cấp mở rộng đơn giản quy trình xử lý giảm thao tác và dễ sử dụng nâng cao chất lượng thân thiện với người dùng hướng tới triển khai trên nền tảng di động tạo điều kiện cho người sử dụng đẩy mạnh hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng trình độ sử dụng máy tính internet cho người dân xây dựng các điểm truy cập internet công cộng hệ thống mạng wifi miễn phí tại các khu vực đông dân cư để người dân tiếp cận dịch vụ. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Chuyển đổi số đến đây tạm dừng, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.